Cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều mình sẽ ấm hơn. Cái lâu lâu có cạ chút nhẹ thôi. Em định anh cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Và cô này rất hay khen, anh giỏi quá, anh đẹp trai quá, phải mê đó, anh to quá, anh khỏe đó. Bà ngày nào cũng khen. Dạ thì bà cứ khen suốt vậy, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung, bộ thận mình cũng khỏe như thường. Hỏi em vậy nè, bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn. Đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Mời các em giới thiệu về mình. Dạ em là Trần Minh Quang. Dạ năm nay 37 tuổi, giám đốc công ty giải trí DMC Sài Gòn, có làm thêm mảng bất động sản. Quang là một DJ rất là nổi tiếng. Dạ. Dạ thì em làm DJ khoảng được 15 năm rồi. Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều quá để em dành thời gian em đầu tư. Rồi mời em. Dạ chào chị Vân, chào anh Vin. Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân, năm nay em là 31 tuổi rồi. Em làm đạo diễn, thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình. Một hồng một đỏ, đây em đen thui. Chị với em á bị lấn nước mà chị ở chưa đâu. Nhìn xuống đôi giày của Quang nữa kìa. Trời ơi chết rồi. Kim Tuyến, quên không phải, Kim Tuyến ghê. Thì anh Thuận rất là muốn biết cái mối tình của Nhân với Quang bắt đầu như thế nào. Tụi em gặp nhau ở một cái sự kiện ngoài Hà Nội. Sau Hà Nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi, cũng vô tình gặp nhau ở Sapa vào cái đêm Noel. Dạ có tuyết đó, thì nó hơi lãng mạn cho nó. Dạ vậy thì tuyết rơi thì sao Nhân? Lúc mà em gặp ổng á thì thật sự là ổng không phải gu của em. Gu của em là hot boy láng mịn rồi phải lạnh lùng. Thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm, đinh ốc tùm lum hết, cái style rất là giang hồ. Mấy anh mà em thích á là phải im im ít nói, mắt hấp hiêm đồ. Dạ. Ngồi nhìn xong mắt hấp hiêm lâu lâu. Như Quang là cũng là thuộc ít nói mà đúng không? Từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó. Thì trên cái chuyến mà đi Sapa đó đó, mà em nhớ là 7 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm mới tới Sapa. Thì coi như là em ngủ suốt, còn ảnh thì ảnh nói suốt. Em ngồi sau, Nhân ngồi trước. Thì em không biết làm cái cách nào để chú ý á, tại vì em cũng muốn tìm hiểu này kia. Thì nói em chỉ có cách là em chỉ nói thôi. Sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào? Người ta tuyết rơi lãng mạn, em sắp lá cà. Có nghĩa là đợt đó là tụi em lên đó, tụi em thấy được tuyết của Sapa. Trời rất là lạnh. Rồi đi ngoài đường là xe gắn máy thì phải che, mà giống như là che cái ni lông. Cái ni lông. Ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều mình sẽ ấm hơn. Cái lâu lâu có cạ chút nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao? Thì tụi em vẫn mỗi người mỗi phòng. Dạ tụi em rất là trong trắng. Xong cái vụ Sapa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á. Nhưng mà ảnh cứ vậy ảnh đi theo em hoài. Nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé anh ở lại với Nhân. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thôi nha. Qua đường đó chứ em không có không có ý gì đâu. Là định là quốc ngựa di phong đó anh. Em là giống như qua dạy bên đường đó. Dạ, dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm anh. Có nghĩa khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó Em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Coi như từ Sapa là đêm hôm đó xong rồi em về Hà Nội đúng không? Rồi chồng em dụ em là ở mấy bữa. Rồi cái Hà Nội là đất của em mà. Trai em ở đó hơi nhiều. Cái em hẹn ra cũng hình như là cũng đủ mặt á. Bạn giai cũ á, hẹn ra gặp em. Vậy đó. Nó gặp nguyên vàng luôn. Không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu. Cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn. Em dắt ra để cho ổng giạt qua một bên. Mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy ai người giạt hết. Bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu đỏ kia? Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về. Thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em. Mà trợ lý em thì là bóng bóng bang bang đó. Là thích em. Dạ đó. Thì rủ em vô. Có Nhân chứ không là em quan nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì chẳng lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Thì em gọi điện cho thằng em đến nước mà nó lâu quá. Đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ. Chả làm gì hết. Mà Lan ấy ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trong sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng có rồi. Có lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Vẫn phải lánh nạn. Dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá.
Dễ dãi quá em nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết 2 năm 9 tháng. Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á, em đưa Nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không? Trước khi Nhân gặp em thì Nhân cũng ít đi. Tại vì bận quá, cô này cô làm việc liên tục. Em thì thích đi du lịch, với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào. Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Dạ đúng rồi, em bé 4 tháng. Dạ. 4 tháng. Ở với nhau được 2 năm. 2 năm 9 tháng. Nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá. Dạ. Vậy Quang có tật xấu gì không em Nhân? Nhiều chứ. Nhiều lắm á. Anh nói nhiều kinh khủng luôn. Vậy hả? Dạ. Em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi. Là vô là phải làm gì đúng không? Như ông nói tới sáng luôn á. Là đêm thứ gì ông mới làm đúng không? Đêm thứ nhất là ông nói thôi. Dạ. Đó nghe là em thôi, em làm đại đi để cho mít nói luôn. Anh giờ anh nói vậy là đúng á. Sáng em dạo lâu quá anh hiểu không? Mà xào luôn. Thân ngồi xào luôn rồi đi. Thôi đừng nói nữa. Xào luôn. Đúng rồi. Đó thì anh biết em. Thì em hai đứa ngủ chung. Ngủ chung sáng dậy ông nói tiếp. Ông nói mà ông còn vậy nè. Em hiểu không? Rồi cứ dạy là hai người phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao. Ủa cái gì kỳ á? Ủa em đâu có định làm gì với anh đâu. Mình ném đá vào đường á. Dò đó. Mình đó. Nhưng mà anh cứ vậy đó, anh cứ đều em. Ông nói riết Quang, khỏi nói nữa rồi làm luôn. Ông có nó sợ ngủ. Ngủ giống như cái chuyến xe mà hành của Sapa đó. Nó mật cho rồi chứ để ngủ. Con bé thì mê ngủ, còn thằng này thì mê nói. Nên con bé nó chẳng ngủ. Ông chạy xe, ông chở đi ăn. Mà ông cứ quay lại ông nói hoài. Nửa tiếng chưa về tới nhà ông cứ quay lại ông nói chuyện. Có một nói nhiều. Cái này em nghĩ là nên chia sẻ, có nghĩa là hai cái kỹ năng mà rất cần cho người những người phụ nữ và những người đàn ông luôn, đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên. Có nghĩa là qua cái chuyện của em á thì em mới thấy được Nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em, trong khi đó em không tìm được ai nghe em. Không tìm được ai nghe em. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá. Anh đẹp trai quá. Phải mê đó. Anh to quá. Anh khỏe. Bà ngày nào cũng khen. Dạ thì bà cứ khen suốt vậy. Tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung bộ thận mình cũng khỏe như thường. Đôi lúc đàn ông thì trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều, thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe. Cứ ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen thôi. Anh là số 1. Anh là rất là dai. Anh là rất là dẻo kiểu vậy thì ai khen mình thích như đó. Còn về nhà bà vợ tầm bậy bèo quá, kiểu mà cứ chê nhìn mặt anh hiểu cái gì nó cũng vậy, giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen. Chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu, làm xong cũng chả được công nhận được để làm gì. Ra cái đó nó là doping trong tình yêu đó. Ủa rồi sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi, còn không còn cái tật xấu nào nữa à? Ảnh rất là mê điện thoại. Không phải là mê điện thoại mà là mê công việc. Khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng. Nghĩa là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe. Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn, em cũng không biết. Từ 6 giờ sáng là anh có thể dậy. Và cái thứ đầu tiên anh ra tới là cái điện thoại. Xong rồi là anh sẽ như dậy suốt ngày cho tới khuya mà 10 giờ. Ok, rồi xong việc là lúc ngủ. Nào sợ tới giờ? Hỏi những cái chuyện ngộ quá, chuyện kệ người ta đi. Trời ơi, tôi cầm điện thoại hoài. Sau 10 giờ đó? Không có, sau 10 giờ là ngủ rồi. 10 giờ là đang ngủ rồi. Em ngồi kết bên cạnh ảnh. Em kể câu chuyện hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ. Anh ơi coi nè, cái ổng cứ về em trong điện thoại của ổng không ngó qua. Khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng. Thì ổng quay qua, nãy em kêu anh gì vậy? Mất hứng còn gì nữa. Bình thường thì ảnh sẽ làm về nhạc cho các chương trình, thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn. Còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi. Lý do là ổng không phải tại vì bà trả lương thấp quá anh. Ổng trả luôn á. Ngoài trả lương em cao hơn, bên này em làm anh đâu được tính lương đâu, nó phải khó chịu chứ gì. Mà lý do tại sao em phải khóc? Vừa không nghe lời vừa phản bác nữa. Dạ em thì chỉnh chu. Nên em không làm gì qua loa được hết. Nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án. Còn nếu mà chỉ có 2 gạch đầu dòng thì em không làm. Rồi còn gì nữa Nhân? Hết rồi anh. Còn tật xấu nữa không? Tôi đang hỏi Nhân mà. Tự chận lại luôn. Quang. Hết rồi. Chưa tới em đâu nghe. Chút nữa sẽ tới phần em. Từ lúc em có em bé đó thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ.
Nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham chơi, mình không nói cái là ổng không có để ý. Thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội. Thì cái chuyện đó nó chỉ có 3 bước thôi: bưng con, mở tủ lạnh ra, lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội. Ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em, trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh. Em nhớ cái lần đó là cái chuyện mà hút sữa ra mà để dành cho con đó, thì thật sự đó là rất là quý sữa. Thì em mệt quá em mới nói là anh ơi anh nhớ đem sữa xuống bỏ tủ lạnh. Ok, 4 tiếng em thức dậy, bình sữa còn ở ngoài, hư mất tiêu. Trời, em giận kinh khủng luôn, không biết giận điên luôn á. Có nghĩa là coi như là hay lơ là. Rồi hết chưa? Anh đừng hỏi nữa, anh đừng hỏi nữa. Tính quen đấy em. Tính em không muốn kể xấu cho vợ em. Ok, em nể anh, ok em sẽ nói. Tính con này thì cổ chỉ thích chơi game. Đó cũng là cái máy điện thoại. Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cổ. Bả chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bả không thấy được bả cầm điện thoại. Rồi còn gì nữa? Con này cũng tham việc. Tham việc cực kỳ. Tham công tiếc việc. Là làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm. Có bầu còn có khoảng 5 ngày đẻ vẫn làm việc được. Bật FaceTime lên, bên kia làm, bên này điều khiển. Làm việc từ sáng đến tối mà xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày, nằm coi như nhấc cái lưng lên không nổi. Ai cũng ham công tiếc việc hết, đúng không nào? Thì anh thấy mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game, đúng không anh? Có lần đó em với anh đang ở Tây Ban Nha, đang đi chơi, cái em chơi game, cái ổng kêu là em dẹp game đi, hai đứa mình đi ra ngoài, còn có mạng nữa để chơi xong rồi rồi đi. Ổng hỏi em vậy nè, bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn. Đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Cái chuyện mà điện thoại đó, không phải là chỉ có vợ chồng em đâu. Gần như bây giờ là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á. Chia sẻ luôn, có nghĩa là mình mở mắt ra một cái đầu tiên á, mình nghĩ để tới. Tâm tới phải là cái điện thoại trước. Ngộ vậy đó, là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi, là cái tay cầm cái điện thoại. Mà chị cũng vậy, mà ông xã chị cũng vậy luôn. Chị đi làm này nè, chị còn bỏ đi được nha chị, nhưng mà với ông này là không luôn. Trong chương trình nè, ngơi ra một cái thôi là Bin phải cầm cái điện thoại liền. Đó, ông này cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn chị nữa. Nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó, cái thói quen đó đó, thì nó rất là khó. Chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ gái của chị luôn, mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị. Nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên, bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi, là có những lúc bên mình nó quên mình. Nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó ngủ á, thì lúc đó nó mới mẹ ơi, nó cần đến mình. Rất là kinh khủng. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm luôn. Thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi, chứ mình cũng khuyên được. Tại vì mình cũng vậy, mình khuyên ai. Bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này, mình không thể lạc hậu được. Mình phải tiếp cận với tất cả những cái thay đổi, những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình cũng phải tự biết tiết chế. Chúc cho Quang và Nhân hạnh phúc nha. Em giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp, em đang công tác tại công ty Nệm Liên Á. Còn em? Em đang công tác tại phòng kinh doanh, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ANZ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Tụi em quen nhau lần đầu tiên á là khi tụi em học chung trường cấp 2. Em á thì từ lớp 6 đến lớp 8 á là em học lớp chuyên. Xong rồi đến lớp 9 á thì lớp chuyên của em mới tách ra, thì các bạn mới rải vào các lớp khác. Cái cô bạn thân của em á là lớp phó học tập của lớp anh Hiệp. Em rất là ghét cái cô đó. Tại vì mình là thuộc trong danh sách là nhóm là quậy nhất lớp. Cô đó lúc nào cũng ghi tên mình hết, mà cô đó là bạn thân của cô này, đâm ra cũng ghét cô này luôn. Đâm lây Sài Gòn đó. Thực ra hồi xưa thì em cũng không ưa gì ảnh á, em biết là ảnh thuộc lại rất là quậy phá. Em để ý ảnh nhưng mà để ý là ghét, tại vì hồi xưa ảnh cũng mignon, đẹp trai. Nhưng mà thường em nghĩ mấy người đẹp trai hay chẳng lắm. Mà có biết là cái cô này ghét không? Em cũng không chú ý nữa. Thì tụi em biết được với nhau á là thông qua một cái buổi trường mời những các cụ học sinh về, thì em mới gặp lại cô này. Hôm đó mình cũng vô tình thôi, mình ngồi cũng gần cái cổ thì mới biết cổ là tình trạng. Trong cái bữa đó thì em gặp anh cũng không ấn tượng gì lắm. Tại vì em chỉ nhớ mang máng là hình như hồi xưa mình có để ý cái anh này. Làm 3 năm hả? 6 năm anh. 6 năm. 6 năm. Em lúc đó là em học đại học năm cuối luôn rồi. Gặp lại thì em thấy ảnh có vẻ vui tính, có vẻ phong trần chứ không phải như hồi xưa. Thì lúc mà gặp cái cô này, mấy bạn mới nói là hồi xưa là bạn lớp học tập. Thì lúc đó mình mới chú ý thấy cô này nói chuyện với nhỏ nhẹ, tức mình cũng mến với một người bạn nữa thích
cái cô lớp phó của cô này. Chính vì vậy là hai anh em nói tao với mày thành một cặp đi, là mỗi người cô quen đi, thì mấy bài mua lên kế hoạch của cô này. Sau khoảng 2 tháng mà tụi em đi chơi chung thì tụi em mới rủ được đủ 4 người tụi em đi chơi riêng. Bữa đó là ảnh rủ cô em đi Đầm Sen chơi, em với ảnh đi chung trên một cái thuyền Nga á. Dịch á. Đúng rồi. Em á thì lúc đó là em cũng có để ý thích ảnh rồi. Bữa đó em muốn á là ảnh nắm tay mình trên cái thuyền Thiên Nga, thì ở giữa nó có một cái cần lái. Thì em mới nói với ảnh là thôi anh để cho em cầm lái cho. Thì em cố ý là em cầm lái và em quay mặt đi chỗ khác, giống như làm lơ để ảnh có cơ hội anh nắm tay. Đợi hoài, quay lại chẳng thấy anh nắm tay mình. Mà cứ mỗi lần á em quay lại cái em lại thấy gãy đầu. Em nói anh này kỳ cục quá, mình đã tạo cơ hội cho như vậy rồi mà không biết nắm bắt gì hết trơn á. Dạ, nó thầm trong bụng luôn. Dạ đúng rồi, bực mình lắm. Vậy như cái việc mà em á là không phải là tự nhiên mà mình đi chọn con Thiên Nga đâu. Tại vì lúc đó con Thiên Nga á nó có hai cái cánh rất là to, thì mình làm trong đó không ai biết hết. Nếu như là cậu mình tỏ mình mà cua được cổ á thì mình xuống mình thoải mái mình cười hết. Còn nếu mà không cua được cổ á thì lúc đó là không ai biết mình chuyện gì trong đó hết. Đúng rồi. Thì đó, mình cũng chuẩn bị tâm lý cũng dữ dằn lắm. Nắm tay cái là cổ mà không giật ra là như là đồng ý mình rồi đó. Cái mình lên trên đó đạp dữ dằn lắm, cố gắng cho ra giữa hồ. Xong cái mình nhó vào cổ, mà cổ cứ để tay nắm, mình cứ cổ cứ ngó lơ. Mà thường thường theo quan niệm em là mấy cô gái thường thường mắc cỡ là phải ngó xuống gì này, mình phải e thẹn như vậy. Còn cổ cứ ngó như vậy, mình không biết là cổ có đồng ý hay là cổ không thích mình. Cổ sao kỳ vậy ta, mình suy nghĩ. Lúc mà mình chuẩn bị xong, mình dựng tay ở đây, cái cổ quay qua được, thì cái tay mình phải rụt lên liệt. Đó là tức dây sợ liền không, được 3-4 lần. Mỏi quá chịu không nổi, nó kêu là Trang ơi Trang mình vô trong đi. Nó suy nghĩ thôi mình làm thử án hai xem thì chỉ có ngôi nhà ma. Vô ngôi nhà ma làm gì? Thì em biết là ví dụ mấy cô nữ thường thường hay sợ. Thì cô này sợ thiệt, vừa mới làm cái người sao người ta hù một cái, cô này mới sợ quá, cô nắm ngáo xẹt xuống một cái, cái cô nắm báo cho tay mình nói ai già này là đúng thời điểm mình chụp tay liền. Cái nghe muốn nói gì hết, thì ra ngoài một cái là mình cái tay mình ôm cổ, cô không đá động gì hết, mình thấy cái má của cô cái là mình hút một cái má vô má cô liền, cũng đứng chơi đúng đó, là cái nói là vậy là động ý rồi. Em la không, em đâu có biết gì đâu. Sau đó thì tụi em cũng không có tiến triển gì tốt hơn á, nhưng mà 2 tháng sau á tụi em chat với nhau á thì anh mới thì một cái câu lên là Trang có muốn xem hình hoa khôi của Hiệp không? Tự nhiên lúc đó em buồn dễ sợ luôn, thất vọng nữa. Mình cũng ráng mình giả bộ, nói vậy Hiệp cho Trang coi hình hoa khôi của Hiệp đi. Thì ảnh gửi cho em một cái file, thì em mở lên thì lại thấy cái hình của em. Trời ơi, lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Năm sau thì tụi em đám cưới luôn á. Nghĩa là sau đó là 5 năm cộng với lại 6 năm biết nhau đúng không? Dạ. Còn 1 năm. Mà khi mà đám cưới nhau trời ơi nhiều chuyện là em vui lắm kìa. Sao chuyện vui nào? Hồi trước đó mình cô bà xã, mình biết bà xã bà nhát, mà không ngờ á bà xã em nhát còn hơn em tưởng tượng nữa. Ở trong nhà em nha, đi đâu á là cũng phải có em đi theo. Ví dụ nhắc nước là phải xài, mình đi xuống dưới khác lấy nước. Cái mình nói em xuống dưới mở đèn lấy nước đi. Nó không, em sợ. Nhưng mình hỏi em sợ gì? Em sợ ma. Nhưng chính vì vậy mà em thấy cổ sợ, mình phải lo cổ hết sợ. Mỗi lần cổ đi làm về là em đều nhát ma cổ hết. Thấy không? Có lần nào mà em nhát ma mà em xỉu luôn không? Tính em nhát cho nên lúc nào cũng đề phòng hết trơn á. Có một lần á, em đi làm về thì em đề phòng. Bắt đầu em đi vô em kiếm chỗ mà quen thuộc mà anh hay nhát ma em đó. Kiếm hết rồi, không thấy chỗ nào hết. Thì em phát hiện ra có một chỗ thôi là trong cái tủ quần áo. Đó. Thì em biết chắc chắn là anh chui vô trỏng chứ không đâu. Thế là em ghé qua em ngồi nhượng mở tivi em coi. Em ngồi như vậy 15 phút một hồi, tự nhiên em thấy tủ quần áo mở ra. Chồng em thì đầu tóc bù xù, hơi dễ dãi, thở thì còn. Trong đó nóng lắm anh. Theo em nghĩ á, tôi đi ngang rồi đó là mình nghĩ là mình hầu một cái là cổ sợ liền. Lúc đó là rất là sợ, mà ai mà cổ không đi nó là thở mà không dám thở mạnh. Tướng em bự rồi ngồi nó cứ ngồi co sợ giật bẻ hay sợ gì nặng chứ nó luôn sao em phải tung ra mà ai mà thấy cổ cười hí hả hí hả. Hồng Vân với anh Phượng biết á, em lấy vợ xong mà tất cả những thói quen em thay đổi hết. Hồi xưa em thích nghe nhạc rap nè, thích nghe nhạc rock nè, nhạc đen nè, chỉ có gì mạnh là mình chơi. Mà từ khi có vợ xong là em yếu luôn. Yếu luôn. Cái lần đó em nghe cái lần thi mị luôn. Những nhạc hồng nghe những cái nhạc mà êm vậy. Để cái mốt cổ cứ đầu nhau thì em cứ gật. Mình quen rồi, mình không có thể bất ngờ với cô này nữa. Em có cầu nhau nhưng mà cũng phải có việc mới cầu nhau. Tính ảnh á thì sau đám cưới em mới biết á là ảnh hay thích đi nhậu. Em á thì cho một cái giới hạn là trước 11 giờ anh mới về. Nhưng mà ảnh á thì chuyên gia toàn là 12 giờ 1 giờ mới về không. Cứ mỗi lần ảnh về trễ á là em ôm mình gối xuống đất em ngủ. Có một lần cũng như 1 giờ ảnh về, em rất là bực mình, dọn đồ xuống dưới đất nằm ngủ. Bình thường á thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc đó em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên, em đi vô toilet và em cố tình em kéo cửa toilet ra để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa, cũng không thấy ảnh nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra. Thì em nghe khò. Trời ơi, chị biết không, đó là máu nóng em lên rồi. Cái hôm đó đi nhậu về cũng thấy mình hơi
có lỗi, định là để cô mua chút xíu rồi lúc đó em mới năn nỉ. Thì ai ngờ mình xong hồi ngủ nào không hay luôn. Hồi em dậy em mở mắt dậy á thì em thấy em nằm dưới đất, bây giờ em nằm trên đây. Em giận quá em phi lên giường chảnh một phát bay xuống đất không biết luôn, cứ tưởng là mình nằm mơ hay gì á, lăn xuống đất. Thực ra cái việc đi nhậu của ảnh á là nó cũng gây hệ lụy nhiều lắm. Thấy không? Dạ. Bộ nhậu một tuần nhậu nhiều lắm à? Không phải anh biết cái tập của ảnh. Ở nhà ví dụ một ngày á ảnh tắm chắc 4-5 lần. Thôi đó rồi. Ảnh đi ra đường, ảnh về nhà ảnh tắm, ảnh xuống nhà ảnh làm bất kỳ việc gì ảnh cũng lên ảnh tắm. Đó, ảnh cứ tắm mà chị coi, ảnh tắm rồi ảnh đi nhậu. Cứ mỗi lần ảnh tắm là ảnh thay đồ. Thay đồ rồi quăng lên giường, một đống đồ đó cứ vậy á. Từ cái tật tắm rồi cái tật nhậu, mà nhậu về thì cũng phải thay đồ. Đó, rồi cứ cũng lại phải tắm, dạ, tắm xong rồi lại cứ liên tục như vậy rồi. Cho nên làm sao mà em không cằn nhằn được. Nói chung nói tóm lại là cái tiền nước nhà em là nhiều hơn tiền điện. Lý do sao mà em ghiền tắm dữ vậy ta? Thì hình tắm cho thứ nhất là cho nó mát, với lại với hai người mà sạch sẽ. Sẽ hơn họ là phục vụ vợ chứ phải là làm gì chứ. Anh làm ý của anh là ý tốt, anh muốn tắm nhiều để mà phục vụ em. Nhưng mà anh mắc cười lắm anh, ảnh tắm nhiều cái từ đó ảnh suy ra là em không tắm. Ờ, không được à, nghĩa là cái này là bạn sai rồi. Sáng thức dậy em đi làm em tắm lần, tối về nhà em tắm lần. Nhưng mà ảnh suốt ngày ảnh cứ nói tại sao em tắm ít như vậy là không có sạch sẽ. Nhiều đó em không sạch sẽ. Tắm nhiều nè, ngủ nhiều nè, bừa bộn nè, rồi còn gì nữa. Anh thử biết không, vợ em á, tính á là rất là hay còn nhau. Chính vì em á như vậy á, mà câu nhau càng câu nhau em càng giỡn. Tính em thì em đang giận thì đừng có giỡn. Mà ảnh cứ thấy em giận là ảnh giỡn cho nên cãi nhau hoài luôn. Cứ ảnh giỡn là em nói là anh không tôn trọng em, tại sao em đang giận mà anh lại giỡn. Mình đi làm về mệt về mà thấy giật cưới một cái là anh nói thiệt bao nhiêu là em giục hết luôn á, bỏ hết. Ai ngồi về rất là thương em vậy. Vậy em có mong muốn là chồng mình thay đổi gì không? Bây giờ em chỉ muốn là chồng mình bớt tắm lại chút. Cái thứ hai là ảnh đi nhậu thì phải về sớm, tại vì em chỉ sợ là đường tối khuya thì mình lo lắng thôi. Thì em chỉ có hai cái mong muốn đó là lớn nhất thôi. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em biết giỡn nè, biết cười đùa với mọi người, đừng có nghiêm trọng quá vấn đề. Rồi thứ hai nữa là bớt cầu nhậu lại. Cho em đính chính cái này, em thấy cái gì ảnh cũng lối, giống như là tắm thì nhiều hơn ta, ảnh giỡn cũng nhiều hơn ta, cho nên ảnh nói em không biết giỡn. Thực ra là em cũng có giỡn đó chứ. À, có nghĩa là chị hiểu rồi, cái đô của em là bình thường, còn cái đô của ảnh là bất thường. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì bây giờ phải giật ngược ổng xuống bình thường. Đó. Mà bây giờ muốn bình thường thì đơn giản thôi. Bây giờ anh muốn tôi giỡn thì anh bớt tắm. Bớt tắm thì mình sẽ bớt tiền nước mỗi tháng đúng không? Chính vì vậy mà em mới đăng ký cái chương trình này để cho hai vợ chồng mình ngồi lại để nói chuyện với nhau. Bây giờ nếu mà đã không nhất giờ phải thể hiện đi chứ. Đó. Không. Nhưng mà vậy nè, sau khi mà tụi em coi lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là em sẽ thay đổi. Em biết lý do làm sao? Giờ em sẽ thấy rằng đó, bữa nay cổ rất là đẹp. Cổ đẹp hơn mọi ngày là vì cổ cười thường xuyên. Và lâu lâu cổ liếc chồng mà ánh mắt rất là gọi là tình tứ và yêu thương. Còn ngày hôm nay thì chị thấy là chồng em không có lố một tí nào về vấn đề gọi là vui lố hơn. Hai vợ chồng rất là xứng đôi, trách hờn nhau vậy thôi nhưng mà yêu nhau thấy mộ. Cái mắt là được chữ y không? Xin cảm ơn hai em đã đến đây. Quốc thần với cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Minh Tiến. Con đến từ Bình Định. Bình Định. Bình Định. Trời con ơi, tên là Tiến. Mà con Bình Định. Bữa đó là có một cái cặp ấn tên là Lên. Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn, Tiến Lên. Bình Định. Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này. Con là em hay là anh của Lên? Nói Nguyễn con Văn nghe coi. Dạ con là anh ạ. Con là anh đúng không? Con, Tiến Lên. Đẻ ông ra trước, ba má đặt tên Tiến, xong rồi lòi ra thêm thằng thứ hai. Cho nên là đã Tiến rồi thì phải lên, Tiến Lên. Hai nhà còn em út gì nữa không? Dạ không, chỉ có hai anh em. Vậy hả? Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. Phải nghe, tới cô gái khoan để từ từ. Tới cô gái này. Tiến Lên thôi. Tiến Lên. Chứ mà đẻ thêm hai đứa gái nữa dám đặt tên ào ào. Tiến Lên ào ào. Rồi, bây giờ tới con. Dạ. Chào con, xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Nguyên Chi, con đến từ Bình Định luôn. Con có cái ri mơ rễ má gì với cô bé mà áo đỏ vợ của dạ, Lên không? Dạ không, dạ không. Chỉ là cùng địa phương thôi chứ không. Cùng địa phương thôi. Nhưng mà... Chứ không phải là chị em luôn. Dạ không phải chị. Trời ơi, cô tưởng nếu mà con là chị em nữa vui dữ á. À, con bé đó em nhớ lộn là lúc mà giới thiệu tên là Nguyệt mà em còn nói là Long Nhật đó, nhớ không? Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Ta tên là Minh Nguyệt mà em nghe là Long Nhật. Mà công thật nhận Nguyễn Nguyệt cái mặt cũng giống nha. Này luôn nghe. Tóc nó cũng vàng vàng giống như là con nha. Rồi. Hỏi nè, sao hai anh em mà cùng tham gia chương trình Vợ Chồng Son vậy? Dạ thì đợt trước đó là
mẹ có tham gia cái chương trình là mẹ chồng nàng dâu. Dạ vâng. Sau đó là cũng được lời mời từ chương trình, xong rồi là em trai của con mới nói con là thôi đăng ký đi hai anh em cho vui. Thì sau đó là con mới đi với hai anh em đi chung một lần mới tham dự chương trình. Nhưng mà cái lần mẹ chồng nàng dâu là hai anh em con tham gia luôn? Dạ không. Dạ không. Hay là chỉ có một lần lên tham gia thôi? Không, mẹ lên với vợ lên. Vợ lên dạ, thôi dạ. Thì đó ừ. Với con Bé Nguyệt. Bé Nguyệt. Bé Nguyệt á, ừ dạ. Đúng không? Ừ. Đâu con ở nhà chắc con tiếp xúc máy quay nhiều đúng không? Dạ nói chung là công việc của con mà cũng được 3-4 năm. Ừ. Rồi bữa nay ngồi về là con thấy cảm giác làm sao con? Thì vừa lúc mà vừa mới bước vào thì hơi gọi là có một tí lo lắng, nói chung là có thể là do gặp chú với cô cũng lo lắng. Rét rét rồi, dạ. Rét rét rồi con xài đúng cái tiếng của con coi. Thì con vẫn nói giọng định mà hồi giờ con chưa bao giờ. Nhưng mà cái từ ngữ á, rét rét á, ngoài Bắc là rung rung đó, à. Hay là hồi hộp là trong Nam, còn ở miền con là kêu bằng rét rét ha, hay là sao? Dạ phải, do nói chung là con cũng hay nói kiểu như vậy chứ con cũng biết nữa. Rồi bây giờ con rét rét không? Dạ hết rồi ạ. Hết rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến với cái phần gọi là giới thiệu về cái chuyện tình cảm của hai con. Dạ. Ha, hai con bắt đầu. Ủa? Con đã giới thiệu con làm cái gì chưa? Chưa mà. Còn vợ nữa. Rồi mời con giới thiệu về mình. Tụi con giới thiệu đi, nãy giờ là chưa luôn á. Chưa giới thiệu luôn nè, hai rồi. Đứa nói rồi, giới thiệu tiếng giới thiệu rồi. Dạ. Thì tiếng giới thiệu rồi. Dạ, thôi đỡ con sẽ tiếp tục giới thiệu lại luôn. Ừ. Thì là con tên là Nguyễn Văn Tiến. Con 29 tuổi, hiện tại con đang làm YouTube. YouTuber của con là tên gì và chuyên về làm gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiến Black thì con làm về tất cả mọi thứ. Con nói chung là cứ gọi là vlog đời sống là con làm hết. Vlog đời sống. Dạ, rồi. Dạ như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn, choi bè rồi vậy. Rồi khi mà con làm như vậy thì có ai có một cái team đi theo hỗ trợ con không? Hay ai là người quay? Nói chung là người quay là con, người edit là con, ánh sáng cũng con và mọi thứ là con, chỉ có anh em là bạn diễn với con thôi. Rồi. Vợ dạ. Của Tiến. Con xin phép con tên là Hồ Thị Nguyên Chi. Con 25 tuổi, con đến từ Bình Định. Con làm gì? Dạ con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Chứ không có bán hàng online. Dạ. Con cũng tập bán cách đây mấy tháng rồi cô, mới tập thành bán. Bán dạ. Được không? Dạ cũng máu bán nên cũng được chứ không gọi là ấy. Con dạ. Chuyên về bán quần áo online. Dạ. Vậy hả? Con có thân với Nguyệt không? Dạ thân, do hai anh dâu mà dạng do ngang tuổi với nhau á nên là cuộc sống nó dễ chịu lắm. Hai chị em dâu cứ thân thiết như bạn như bè vậy á. Dạ. Dạ. Nó bán hàng online là tiền nó kiếm ngang ngửa chồng nó luôn á. Hai đứa bây giờ là ngang ngửa nhau luôn á. Dạ được cái là Nghiệp nó cũng giỏi, lanh miệng hơn con. Thôi thì hai chị em có hơi rụt rè với nhau. Có hơi rụt rè phải không? Dạ rụt rè nhút nhát một xíu nên là không làm đại nghiệp chút thôi. Dạ. Rồi bây giờ là hai đứa kể cho chúng nghe coi cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Em muốn cỡ hay là anh? Đừng đợi em cười. Dạ. Thì cơ duyên là đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị ở trên mạng em không biết, sau đó là anh Tiến có đi chơi với chị đó, xong là trong một cuộc đi chơi chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á, là đi chơi với bạn thân của em, xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em, xong là trong khi cuộc đi chơi đó là dẫn em đi và dẫn con đi á, đi theo chung. Dạ. Bạn thân của con dẫn con đi chung. Trong khi đó quen con luôn. Chung là vợ của con thì cỡ nó cũng không có hấp dẫn. Thì sự nếu mà qua lời cỡ của con nó sẽ hấp dẫn như phim chướng hơn. Ừ đúng rồi con cỡ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét Zalo có gọi là tìm bạn xung quanh á. Là con tìm bạn địa phương, con mới gặp một cô bé. Thì là bây giờ cỡ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chữ con nói sao lên mạng nói xấu, nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cỡ cho vui. Thì lúc con ra con gặp cô bé á thì mập quá. Con sợ đi xe hầu không, xe móng mua con sợ hư. Vậy con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà to con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá. Cái chuyện gì cũng có thể cười được.
cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì như nói với biết ra em có đứa bạn nào dẫn theo chơi đó là mới là bắt cầu hai nhịp á. Dạ, bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, con thì thích cứ nhỏ xinh vậy thôi, gọn gàng lắm. Nói chung là hầu vợ con có 40 mấy cân à, chung là con á thì tiêu chuẩn phụ nữ chỉ cần hơi ốm một tí là được, cũng không cần mập, tại vì đằng nào về nhà là ăn uống ra cũng mập thôi, nhưng mà lúc quen thì cũng thích ốm yếu một tí. Đây là cái ấn tượng đầu tiên đó. Con gặp vợ con có té quả thanh tinh không? Vì nó xinh quá trời quá đất kìa. Tại vì không, con thì nói chung là số con cũng gọi là, nói chung là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Rồi. Con chưa bao giờ mà gặp cô nào mà gọi là xấu hết. Hay quá. Đó. Đó. Vì nghĩa là ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn thấy xinh, hiền, xinh, nhỏ nhắn đó. Không phải là xinh mà là nhỏ, cho nên là thôi là phù hợp là không, vì xinh nhỏ thôi. Xinh nữa. Xinh là anh gặp người nào cũng xinh rồi, cho nên cái chuyện xinh anh bỏ qua. Bình thường đúng không? Mà anh thấy là nhỏ nhắn là anh thấy anh vừa sai của anh rồi, là bắt đầu anh tấn công. Rồi, đúng không? Rồi. Con thì sao? Lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trẻ trâu lắm chú. Cái gì? Ông trẻ trâu. Trẻ trâu. Yeah. Là có những cái tính nào gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Dạ. Yeah. Trù, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì, em ở đây. Mà hồi đó con mới học mà, con mới học lớp 10 à. Dạ. Yeah. Rồi con rất đài liền luôn đúng không? Không. Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi, chứ đâu có nghĩ là vịt bồ đâu. Cũng đi chơi mà, nói chung là hồi đó con học, còn đi học nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Đi ba người á, bao nhiêu lâu? Cũng chắc không phải tầm nửa năm, cả năm nhảy. Đến khi nào mà cảm thấy là tin tưởng mới dám chúng đi riêng. Tính bồ bệt mới tính dám đi riêng. Lớp đúng 10. Rồi thì một năm đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 luôn. Dạ, đúng không? Dạ lớp 11. Lúc đó Tiến là còn đi học không? Con thì thực sự là con nghỉ học. Tại vì với con hồi lúc đó là con nghỉ học rồi. Con nghỉ học từ lớp mấy? Con ý là cái đoạn đây là con nên nói thật hay là con nên nói thật đi con? Con nói thật sao đâu, bây giờ học vắng thấp có bị ngại ra không? Không có gì con, chứ quan trọng là ngày hôm nay con có được những gì. Con đã thành công trong công việc, trong sự nghiệp của con rồi đó. Dạ. Chú nghĩ không có gì phải ngại chứ. Thôi cái đây cha con khỏi nói được rồi, khỏi nói. Ok chú không hỏi nghe. Rồi như vậy là mới lớp 10 mà đã coi như là gặp bạn Tiến này, rồi hai đứa đi vô ba mà đi 6 tháng trời. Cái gì vậy? Đi đâu cũng đi chơi ba người. Ba người à? Đi ba người là vì còn nhỏ, thành ra là cho tới năm lớp 11 á thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Lớp 11 chính thức là quen nhau. Nhưng mà trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Trước khi con làm YouTube là nói chung là gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là tầm gọi là chung, gọi là đủ ăn đủ mặc thôi, chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ bốc vác, hái cà phê. Nói chung con làm mọi thứ, làm chưa có việc cái gì ra tiền. Cứ đúng ra tiền là con làm hết rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Ngày là xưa đóng bàn đóng ghế đóng dạ gì vâng. Được hết rồi phải không? Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó, cho nên là con mới được một cái lượng tương tác lúc đầu. Nói chung là từ ngày con khởi đầu làm YouTube là nhờ cái công việc gọi là thợ mộc của con, con lên được trend ấy, lên được top thịnh hành đó, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích. Ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Còn cái đầu giới thiệu trên YouTube là sao? Con quay YouTube xem. Con giới thiệu đó. Dạ, là con quay cái hành trình mà con làm một món đồ đó. À, đó lúc khán giả rất là thích. Dạ, lúc đầu thì nhiều ý tưởng nhưng mà con chỉ làm một mình cũng rất là cô đơn, cho nên sau này là con có những người đồng đội, sau này là con bỏ luôn cái công việc là con làm những cái món đồ gỗ đó, chuyển qua là làm chơi, tại vì làm gì làm có bạn bè rồi nó vui, sang sẻ công việc đồ. Chứ bình thường con làm là cứ sáng dậy đặt máy quay rồi ngầu quay những cánh mình làm, xong rồi chiều tối cứ thu một mình edit rất là buồn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm thì được, chứ lâu quá đâm ra cô đơn. Nên là phải là thành lập team. Dạ, cho nên xong rồi làm cái kiểu troll người ta. Thì cũng troll anh em trong nhóm thôi. Thì đó troll cho nó vui. Dạ. Đó phải không? Bộ rồi cái lúc mà con gặp bạn này là lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn chắc chắn là về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không?
Trời ơi, nghe lên nó kể chuyện muốn chết với nó vậy đó, nói với Nguyệt á. Còn nếu mà nói tới vợ con thì nói chung là vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Nói chung là vợ con á, lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con khờ, còn ngốc á, nó mới quen con. Cho nên lúc mà quen con không tiền, không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Nhưng mà sao con lại chịu quen tiếng? Nói chung là hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết, nên cảm giác yêu đương đồ này là con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi, vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi vậy. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh dạng là anh làm, thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, mình chịu nghĩ khó. Có cảm giác động trong lòng, động. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Và lúc đó là anh Tiến đi chơi thì anh Tiến dắt con đi đâu, đi ăn gì, ảnh như là trà sữa hay là trà đá hay là đi coi phim, tức là anh có đủ tiền để anh rủ con đi mấy cái chỗ như vậy không? Dạ thì anh Tiến vẫn làm, hồi đó thì anh Tiến vẫn làm thợ mộc thì anh vẫn có đủ tiền dẫn con đi trà sữa, nước mía, đồ này nọ vẫn có chứ. Dạ vẫn đi ăn, đi uống đồ bình thường. Chứ lên nó kể là tội lắm luôn á. Dạ. Nói với vợ nó vui lắm, đi ăn hủ tiếu 30.000 là bị vợ la. Là bây giờ đi ăn cái gì 5.000, 10.000 thôi, chứ đi ăn 30.000 uổng tiền. Dạ, hoa là tặng một cây thôi. Đó. Dạ, nói chung là vợ chồng của em con được một cái là rất là hà tiện, hà tặng. Còn đối với vợ chồng của con á, thì là vợ con tôn trọng quyết định của con là chính. Có nghĩa là chỉ cần con muốn là được, hoặc là vợ con cái gì muốn mà trong khả năng là con đều làm hết. Con không có nghĩ đến cái việc gọi là nên hay không nên. Chỉ cần là mình đủ khả năng chi trả, vợ thích thì mình làm. Vậy thôi. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Là giữa năm lớp 11 hay là đầu năm hay cuối năm? Thì cũng tầm đều năm lớp 11. Có nghĩa là bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là con nhé, đa số là con chứ. Tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng phải bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn đầu luôn. Chịu luôn. Còn nhưng mà lúc đầu dạ, con bạn gái con còn quá nhỏ vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm không? Dạ con giấu rất là, con giấu lắm chứ. Mỗi lần mà anh muốn chở con đi học là con phải ra lại nhà con có một cái mương, xong rồi xuống phải đi cái đường khác nữa, nên là lúc nào con phải nhờ, nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc để đi học là phải con phải đi bộ xuống dưới đó, xong rồi anh Tiến mới chở con đi. Giấu ba mẹ bao lâu thì công khai anh Tiến? Dạ con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tớ bồ chứ tớ lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm con mới 12 em con mới nói. Tức là lớp 12, cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Con nghĩ là nhảy mương cả năm trời nữa đúng không? Dạ. Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương, tại vì là nó một cái từ đó gọi từ nhảy mương đi cho nó vui. Đó. Mà trong lúc đó thì vẫn có dạng hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mé, mà dạng là mẹ bé cũng ít khi tâm sự với con á, nên là mẹ bé cũng không nói ra. Chừng mà lúc mà con giới thiệu là mẹ bé cũng có nói là kêu, thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Dạ cô biết là mẹ biết rồi. Dạ. Má có ưng không? Lúc mà ra mắt gặp má có ưng không? Thì hay là má cản, má không cho quen? Dạ không phải là cản không cho quen, điều là mẹ bé nói với con là sao thấy anh Tiến còn trôi còn nhỏ quá, tụi nó còn nhỏ quá, với lại thấy ông cứ dạng như trí tao cô đây là của bé ấy. Vợ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận con biết, tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình là một con người, mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, bây giờ ngay cả đến bây giờ con cũng chắp tay, là nói chung đó với con là chắp tay con hay đỡ rất là dài. Cho nên là đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ, tuy là con có thể là con nói chuyện hiền ấy, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung, nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc thì người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Còn ví dụ như vợ con thì cũng phải qua tìm hiểu đôi ba tháng rồi người ta mới cảm nhận ra, chứ còn nếu mà gặp con mà quen một phát thì chắc là không có, hoặc là gặp lần đầu mà thích con cũng không bao giờ có. Chỉ có qua quen biết nói chuyện một thời gian chơi với nhau, hoặc là sau đó là người ta mới cảm nhận được. Rồi đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới bạn gái mình? Còn cái việc mà con với vợ con cưới nhau là như thế này đó, là khi mà vợ con học xong 12 á, là con mới nói với vợ của con là em đi học đi,
anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải xuống Sài Gòn. Vì nói thiệt là con không tin vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu. Em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn em muốn quen ai thì em quen. Chứ anh không có chờ em. Rồi lúc đó là sao con? Lúc anh nói vậy. Lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Thì mình về nhà em con cũng suy nghĩ xem rồi, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm, cũng muốn con đi học vô lắm, mà con nghĩ lại một phần là thương Tiến rồi một phần là ba mẹ cũng khổ, hồi đó anh con cũng đi học rồi còn một thằng em nhỏ nữa, gia đình con khó khăn nên là con nghĩ thôi có gì mình lấy xong cái bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3 xong rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online rồi này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Quyết định không đi học? Dạ. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Một phần là đã biết con quen rồi mà. Dạ, nhưng mà không biết là anh Tiến nói nếu con đi học thì anh Tiến không chờ. Không biết đúng không? Dạ, không biết. Không dám nói. Bây giờ phát sóng mới biết. Bà mẹ mới biết chứ con. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Dạ, cái nấu nó, gạo nó thành cơm tấm luôn rồi. Đã thành thiền rồi. Ủa nhưng mà con kêu người ta là đừng đi học. Đâu, nếu con mà không ai nói, con nói với người ta thì đó chẳng khác là kêu người ta đừng đi học rồi. Bây giờ các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ đó. Vậy nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta, tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Cho nên là vợ con là cái động lực để con làm được, con làm tất cả mọi thứ, đến cả bây giờ ngay cả cái việc mà con làm ở trên mạng xã hội quay con bị rất là nhiều cái tác động, tại vì cái mạng xã hội là con giao hai lưỡi mà cô thì nói chung là cô với chú là biết, nói chung là con bị rất là nhiều tác động nhưng mà con không quan tâm nữa. Nói chung là vợ con là cái động lực là con làm được tới ngày hôm nay vậy. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con, dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? Con của con được 3 tuổi rồi. Bây giờ là chắc 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. 4 tuổi, gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con tức là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung lấy liền không á. Nói chung là bố mẹ con có một cái như thế này là bố mẹ nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Chỉ cần con muốn cưới vợ thôi. Rồi xong sao con về con nói bố mẹ rồi bố mẹ đến nhà dạ thì con á thì nói chung là bố mẹ trong rất là nhiều, tại vì trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con cũng không có dự định cứ vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết, chỉ gọi là quen rồi cũng tình cảm nhưng mà không có đi đến hôn nhân. Nói chung là sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cứ cho ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không có tình cảm nữa là con cũng cũng ngưng thôi, nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cứ vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ cưới là luôn. Cưới luôn? Nghĩ là cưới là luôn. Là đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là cũng phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi gái con gái mà cũng phải bố mẹ vợ phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết thằng đó tốt hay không rồi thì phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Có, nhưng mà có... sao mẹ, ba mẹ em có thích đấy không? Dạ. Lúc đó đó. Ba mẹ em có thích lúc Tiến mà không? Ba Tiến đến xin dạ ra mắt đó, ra mắt dạ không thì anh cũng có lên chơi, xong rồi lúc mà anh Tiến là dạng muốn ba mẹ của anh Tiến lên đỡ gặp ba mẹ con là con cũng có về nhà hỏi chứ ý kiến của ba mẹ, xong rồi ba mẹ xong rồi con mới dám nói anh Tiến là ba mẹ anh Tiến lên chứ con không dám. Bố mẹ của vợ thì cũng là rất là hiền. Thực sự là bố mẹ vợ của con thì rất là hiền cho nên là con cũng cảm nhận được rằng là nếu có lâu thì cũng tầm một tuần chứ không có lâu đâu, không có gọi là quá lâu, không tới mức gọi là cấm cản con rồi. Nhưng mà có một tí xíu thôi, nhưng mà con nghĩ là mình cũng đàng hoàng thì chắc là bố mẹ cũng sẽ thương mình.
Nói chung là quyết định từ con hết. Dạ. Ê Tiến Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à? Lớp 10. Lớp 10 là thích. Nhưng mà lớp 11 mới chính thức là người yêu, đúng không? Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nó nói chung là có nắm liền luôn không? Mà nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Dạ, nói chung là trong lúc quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Tại vì cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen đỡ cứ thôi. À, cho nên là con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Nhưng mà nè, tại vì khác nó có hai loại nha. Yeah. Một á đã là của mình ha, là mình cứ sử dụng. Hai là đã là của mình thì mình sẽ giữ ở đó để đúng cái thời điểm đó mình mới sử dụng thì mới có giá trị. Với lại là vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hôn cái nhưng mà vợ nó không được mẹ la. Tại vì vợ ở vùng quê á cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn đánh tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chưa. Thì đúng rồi, tôi hỏi là tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Dạ. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. Đó. Có nghĩa là hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Nhưng mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Giờ nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không. Tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút. Đó, sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, nắm tay rồi. Thì cũng có, nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện gọi là đính hôn rồi. Đã đính hôn rồi là đính có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng. Giữ gìn không có đi quá xa. Dạ, đó. Không có gì hết, trong 3 năm quen nhau luôn. Ba năm quen nhau, đợi tới đêm tân hôn mới có, đúng không? Dạ. Ok, thì đó nãy giờ anh kia, chú là chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có nhiều chuyện mà chú muốn biết. Đó. Dạ. Rồi. Có nghĩa là nay là cưới nhau là đã được là 4 năm rồi, đúng không? Ừ. Quen nhau 3 thôi, năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Vậy là tới câu chuyện hôn nhân được rồi. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau. Đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm. Đó. Có đứa con 3 tuổi. Ừ. 4 tuổi, 4 tuổi gần 4 gần 4 tuổi. Ừ. Dạ, vậy đó. Có tật xấu bao nhiêu, tật xấu là nó lòi là hết luôn, đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không, mọi không, thứ không. Biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi. Luôn. Không, ai lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Con nhưng không, mà đây con là cái lúc mà các con cần phải kể cho chú nghe. Những cái điểm nào ở bạn đời của mình các con chưa hài lòng, đó gọi là tật xấu. Dạ, như vợ của con á, làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà con chưa thấy tốt. Chưa thấy, chỉ có một thứ duy nhất thôi là vợ con không thông cảm cho công việc và nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là do ghen. Ví dụ, đúng rồi là ghen, đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm nó không phải là tật xấu. Nhưng mà nó không phải là tật xấu. Em hiểu không? Nó chưa phải là tật xấu rồi. Ghen. Bây giờ mình nói thẳng vào vấn đề. Bài hài ghen hay tham gia quá nhiều vào công chuyện của chồng hay là không biết nấu ăn hay là hoặc là ngủ trễ đó. Đó là những cái tật xấu. Ghen. Đúng rồi. Chỉ có ghen không? Ghen sao? Lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Hầu có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà. Là dữ lắm không? Dữ lắm. Nó quậy dữ lắm đúng không con? Đúng không? Đâu ghen sao nó kể con nghe coi. Thì con thì nói chung là tính chất công việc với cái bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập. Với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Nó biết con, nhiều khi nó biết con có vợ ơi, hoặc là con nhắn tin thì nó đẩn rẹp. Nhiều khi mình thấy vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy, có những đứa ví dụ như là họ nhắn tin với mình là mình rẹp, ví dụ nhắn tin một hai lần hay thôi, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy được chẳng hạn vậy á. Đầu con có cái thói quen là con ra đường con đi chơi là con hay chụp hình với gái, cứ con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Nói chung là từ năm 2022 là con hết rồi, tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Dạ, cha đều từ năm nay là năm nay đó. Năm nay đó, mới đây à. Con không có rồi chụp hình với mấy người gái đẹp rồi sao? Kể tiếp cái vụ ghen á. Là vợ thấy. Không, con kể xoáy vào cái chi tiết mà cái vụ gì mà nó cầm dao được con á. Thì
ngày nói chung là con cũng có nhiều lúc con còn ché, con có những cái suy nghĩ nó đơn giản là thôi kệ đi con, kệ đi, bây giờ con nói thẳng nhiều vấn đề luôn, cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao được con? Dạ, tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con nó muốn giết con, tại vì là con có ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cưới được con vợ cũng nữa. Chúng vẫn chưa hiểu. Tại vì hồi xưa hồi lúc trước cái con suy nghĩ rất đơn giản, cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe má ông thầy ông giảng vậy rồi biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng không có tác được cái gì hết. Mà con tâm sự, con tâm sự vừa cái thời điểm mà con muốn có vợ thêm một vợ nữa là ở cái giai đoạn nào? Lúc mà lấy nhau rồi hay là lúc đang yêu nhau? Nói chung là đây cũng là cái chuyện vợ con không vui, cho nên nhiều khi con cớ ra con vợ con sẽ rất buồn, cho nên con cũng không có muốn nói nhiều vô chuyện này lắm, nhưng mà vợ con cũng biết, nhưng mà bây giờ con hết rồi. Con không còn cái chuyện đó nữa. Con kể chi tiết vợ con cầm dao rồi con á, tại cô mắc cười lắm, nhìn mặt vợ con hiền khô mà nhìn nó rất là thánh thiện luôn, mà không biết sao nó cầm dao hình ảnh nó sẽ như thế nào luôn á. Không phải là chuyện cái gì đó nó rất lớn. Thôi em con à, đôi khi á mình sẽ rất là muốn chia sẻ cái câu chuyện đó ra nhưng mình không có cơ hội. Thôi thì đây sẽ là cái dịp để con có thể nhắc lại và để mà sau đó sẽ là một cái sự gọi là hứa hẹn và một cái sự gọi đó hứa hẹn với nhau là sẽ không tái hiện lại nữa. Thì chú nghĩ là nó cũng nên. Nếu mà nhắc lại thì thực sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Lúc đó con nói chung là đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đáng lẽ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh muốn nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có gọi là thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Thì ôm đi đó, đáng lẽ lúc đó anh phải ôm em. Thì đáng lẽ ôm bây giờ rồi, ôm được rồi thì đi ra mà ôm đi chứ. Thôi giờ nói chung là thể hiện trên mặt anh với người ta sẽ không thích. Sao không thích? Ai nói không thích mình ôm vợ mình chứ bộ ôm vợ người khác hay sao không thích? Có thể là con mắc sẽ khó cười. Nói con sẽ khó nói nhưng mà bây giờ không, bây giờ nói liền chứ không có chút nữa gì hết trơn là không có cơ hội. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, thì tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Nhận liền con, trời ơi đó phải vậy rồi. Đó cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Không, nói chung là chuyện gì của anh Tiến là mình giận thì giận lúc đó thôi, chứ bây giờ thì con không muốn nghĩ tới nữa. Nè bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì con cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động hả? Dạ. Xúc động. Xúc động không? Dạ. Nói đi cho nó vui kìa. Xúc động đó. Thấy chưa? Một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng, con nghe không? Ok, đúng ra thì chú rất là muốn biết cái câu chuyện nó như thế nào. Mà thôi thì đã tới đây rồi. Dù gì chồng con trước chương trình đã thể hiện một cái điều đó, một cái điều mà biết lỗi của mình. Và đã ôm vợ một cái ôm ấm áp như vậy, một ôm hối hận như vậy. Thì thôi bây giờ chú không hỏi nữa. Không hỏi nữa. Và chỉ mong rằng là Tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa. Và lại lần sau nữa chắc chắn là nó không có cầm dao đâu mà nó cầm cái khác nữa nha. Dạ không, con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm nữa. Bỏ chứ. Lần nữa con sợ vợ con bỏ con. Chắc luôn. Tại vì sau này con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Trời ơi hả con ha. Thôi chứ hay sao? Quá. Thôi câu chuyện tật xấu của vợ tới đây là kết thúc. Đúng. Và bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Khui đi con. Anh Tiến thì nói chung là anh Tiến có mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ gái. Rất mơ gái nữa. Dạ. Mà giờ còn mê không? Thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Đó là bắt đầu từ năm đây đó. Mình giờ mới có tháng mấy em? Tháng 3 chị. Là mới bắt đầu từ đầu tháng hay là mới bắt đầu từ đầu tháng 3? Bắt đầu từ đầu năm, hay là đầu năm? Đều. Từ đầu năm phải không? Là đầu tháng 1 đó phải không? Dạ. Ngày 1 tháng 1 đó ha. Rồi là bắt đầu từ 6 mấy ngày trước rồi đó chị. Ừ đó, 1 tháng 1. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi ôm hoặc là đi đâu
Không, năm nay là tao đối dành cho vợ con tao sao? Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết, có anh nói sao mà em nói bị ôm chồng. Thì ai rủ anh là, chứ? Thầy kêu là rủ đi cho, anh từ chối chứ sao kêu bị ôm chồng. Rồi bây giờ tật xấu là gì nữa nè? Đồng, đồng à. Lỡ coi được người ta cường chối nhạo sao? Anh đi ăn biết. Rồi tật xấu là mấy, trước đây là mấy gái, rồi bây giờ là năm nay là sẽ không còn nữa, yeah. Đúng không? Rồi có những tật xấu gì nè? Dạng là vô tư lắm. Vô tư? Dạ yeah. Ông lên cũng vô tư. Vô tư, hai anh em uy xì luôn. À. Dạ, yeah. Hai chị em dâu hay tâm sự với nhau, hai anh em uy xì luôn. Vô tư dạng là con cái đồ, việc nhà, việc cửa đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm. Tao ngày mà đám vỗ, nhiều khi ông ít nghĩ lắm. Dạ, yeah. Chỉ có ba mẹ con lo. Ba lo là vô tâm chứ không phải vô tư. Vô tư ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Rồi còn gì nữa nè? Tôi nghĩ là hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi con mong muốn chồng con còn là... còn một tật xấu cái nữa hả? Dạ. Là rất là tin người luôn. Hả? Tin người, cả tin người hả? Có bao giờ mất tiền về cái chuyện con không biết là cái đó tốt hay xấu, nhưng mà con cảm nhận anh Tiến là cái đó nói chung là không được tốt, bởi vì ông rất là tin người luôn. À, nói nghe nhưng mà có cái nào ảnh hưởng đúng trực rồi. Tiếp đến cuộc sống gia đình con chưa? Về cái tin người của Tiến á. Có tới công việc, mất một cái cơ không, hội. Chỉ là tới công việc của anh Tiến không? Con cảm nhận tuy là con không giúp đỡ được nhiều anh Tiến, nhưng mà trong cuộc sống thì con cũng thấy anh Tiến làm, thì trong công việc thì cái đó là con nghĩ là không tốt đâu. Dạ. Bây giờ con mong trong ba cái xấu đó con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư vô tâm lại. Dạ. Chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Bản thân con không phải như em nghĩ đâu. Không phải là anh tin người, mà là anh nghĩ là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Hay quá, đúng. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi, nhưng mà con nghĩ sẽ có một người, tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó, luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Cho nên con nghĩ dù con có tốt hay là con giúp ai, là con tin ai, cũng sẽ có một người ơi xì đó đến với con, họ cũng tin và giúp con. Vậy thôi, còn những người mà mình tin họ mà họ không có làm cho mình gọi là tin tưởng nữa, thì sau này coi như mình không có duyên với họ nữa. Con thấy nó người con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi. Biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi, chứ nhưng mà tại vì con đi lên từ con số 0, cho nên con thấy nếu như không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là ảnh hưởng đến gia đình thì tiền bạc hay mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không? Dạ, cô tôn trọng quyết định của anh Tiến mà. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Dạ, con cũng đang phân vân, mà con nghe được cái quyết định của anh Tiến là con nghĩ là cái đó là một điều tốt đối với mình. Cô thấy ha, bên vợ của Lên á, cũng chỉ mong chồng á là bớt vô tư vô tâm lại á. Thì vợ con cũng có một cái ước mong y chang vậy. Thì cô nghĩ là cái đó con làm được mà, đúng không? Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Vô tâm là con làm gì con không có để ý gì tới người xung quanh. Con chỉ biết là con sống theo cái cảm xúc của con thôi. Thì cái đó gọi là vô tâm. Chẳng hạn con làm, chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người nha. Về vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt, hoàn toàn chính xác. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là con không phải là muốn ở tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Con hiểu với cô không? Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, con để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Tại vì cái đàn bà họ có những cái nhạy cảm đó, nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi. Em, bây giờ cái hình đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con đó, em thấy anh này được á, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Được chia sẻ, đúng không? Con đúng không? Con muốn làm gì con làm, con không cần biết vợ con vui buồn kệ đi, cái chuyện của anh, bạn anh biết nó chứ sao em biết bằng, vậy là vợ con buồn đúng không? Đó thì con chỉ cần thay đổi một chút xíu, con điều chỉnh mà có lợi cho con không? Đó là thay đổi rất lớn, nhưng mà chút xíu rồi. Nhưng mà cái điều chỉnh đó là cực kỳ có lợi cho con, với lợi cho gia đình của con. Mình đang có một người mà cùng đồng hành với mình trong cuộc sống, và người mà mình rất tin tưởng để chia sẻ. Kế bên mình thì tại sao mình không thay đổi bản thân mình? Cái đó chú thấy nó không có gì gọi là thay đổi lớn đâu con. Con cứ nhớ đi, lúc mà con bệnh á, là con chỉ có vợ con bên cạnh với bạn con, là không bên cạnh con đâu. Dạ. Dạ. Ok, chú hy vọng rằng là
tối đêm cay, hai vợ chồng sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ với nhau hơn trước khi về Bình Định. Đó là đêm nay sẽ là sẽ chia tâm sự. Rồi cái thứ hai nữa, chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn, và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm nè. Rồi xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nha.